cái này cái cái phần đầu ha cái phần đầu thì sư đã nói rồi, ừ, cái phần đầu sư đã nói rồi, cho nên là sư không có nhắc lại nữa. Còn bây giờ nói về cái chuyện mà mình uh, từ chối ví dụ như là khi mà uống uống rượu ha, ví dụ uống rượu uh, mà từ chối mà mình bị đánh thì sự nhắc để quý vị nhớ như thế này cái quan trọng là mình có dám hay không à, đương nhiên là đầu tiên là cái chuyện mà tránh những cái kẻ ngu những cái ác á đây là hạnh phúc cao thượng mà trong những trường hợp mà mình thử thách nhớ giùm sư chúng ta có ba hàng giữ giới mình có ba hàng bậc hạ nó là gì vì cái chuyện giữ giới mà mình bị tốn hao tài sản mình vẫn quyết định giữ giới ví dụ như uh, công ty ban giao tế lễ mà họ mời mình uống rượu mà mình không uống khách hàng mời mình uống rượu mà mình không uống rồi chính vì những cái việc đó mình bị mất hợp đồng thậm chí mình bị mất công việc nhưng mà mình vẫn giữ cái giới không uống rượu thì đây là đây là bậc hạ bật trung là gì là mình vì cái chuyện giữ giới mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mà nó không đến mức là bị mất mạng ví dụ như họ hàng bà con người quen biết bạn bè mời mình uống rượu ép mình uống mà mình không uống rồi họ vì cái cớ là mình coi thường họ họ dọa thậm chí họ đánh mình nếu như thực sự họ đánh mình À, họ đánh mình mà chỉ cần họ không đánh chết nhưng mà mình chấp nhận bị họ đánh mà mình vẫn không uống rượu thì đó là mình giữ giới bậc trung còn giữ giới bậc thượng đó là gì đó tức là mình vì cái chuyện giữ giới mà mình thi sinh tính mạng đó là giữ giới bậc thượng uhm, ví dụ như cũng cái ví dụ hồi nãy nhưng mà người ta coi là mình không uống rượu đó là mình coi thường người ta rồi người ta rút dao ra người ta đâm mình chết nhưng ngay cả như vậy mình vẫn giữ giới thì như vậy là mình giữ giới bậc thường ờ, sư nhắc một cái chuyện mà cái này nó chỉ có phật giáo chỉ ở trong phật giáo đó là nếu như quý vị từ chối uống rượu đó mà người ta coi là quý vị coi thường mình đó, coi thường họ rồi họ rút dao rồi họ đâm quý vị thì sẽ nói tốt nhất là họ đâm cho mình chết nghe nó kỳ nhưng mình ấy bình thường cái cơ hội xin thưa cái cơ hội để mình sanh thiên nó hiếm lắm quý vị cơ hội sanh thiên thiên hiếm lắm à, mình bố thí như vậy đó chứ tới hồi cận tử á mình không chắc là mình có giữ được tâm lành hay không à, ngày thường mình học pháp rất là nhiều mình hành thiền cũng rất là nhiều nhưng mà đến giờ phút cận tử mình không chắc mình có giữ được tâm lành hay không mình không chắc là mình có giữ được chánh niệm hay không được nói hành giả ngon nhé tới hồi mình cận tử anh có chắc là anh giữ chánh niệm hay không đấy nhưng mà cái chuyện vì giữ giới mà mình chết nó khỏe re quý vị biết không vì giữ giới mà mình hy sinh tính mạng tức là mình đang giữ giới bậc thượng khi đó quý vị chỉ cần hoan hỷ là à mình nhờ như vậy mình vẫn giữ được giới ngay giây phút mà mình chết là mình cầm chắc cái vé sanh thiên. Xin thưa nha, xin thưa ha bố thí ha, à, bố thí cúng dường, à, làm phước ha, à, đi nghe pháp, học đạo ha, thành thiền ha, các thứ. Mình không chắc là giây phút cận tử mình có giữ được tâm lành để sanh thiên hay không, không chắc. Nhưng mà chỉ cần mình giữ giới mà vì cái duyên giữ giới đó mà chúng nó đâm mình chết đó, là mình cầm chắc cái vé sanh thiên đương nhiên thì uh, không có ai mà khuyên quý vị là đâm đầu đi chết nha, không ai khuyên nha. Nhưng mà sẽ nhắc để quý vị yên tâm, ha, yên tâm là cái cái chuyện mà giữ giới đó nó đem lại lợi nhiều hơn là bất lợi. Ở trong một bài kinh Đức Thế Tôn có nói như thế này, trong kinh nói về chánh trị kiến, một người giữ cái giới không uống rượu. Mà vì chuyện giữ giới đó họ chịu những cái bất lợi cho bản thân họ Thậm chí cho gia đình họ Họ có thể khổ gần chết hoặc thậm chí họ chết Nhưng do có chánh kiến cho nên họ vẫn giữ giới Nhờ như vậy khi thân hoại mạng chung họ được sanh về cảnh giới tốt lành hơn Cái này là trong Kinh Đức Phật nói cho nên mình không có việc gì phải lo ha Nó đánh mình là nó đang cho mình phước Nhớ giùm chả Nó chửi mình là nó đang cho mình phước Nó đánh mình là nó đang cho mình phước Mà nó đâm mình là nó cho mình cái vé xanh thiên Nha Cho nên không việc gì phải lo ừ.